Hello các anh chị, qua tôi đã nói là tôi sẽ tới thành phố Úc Linh, Cali. Thì gần nhà tôi cách thành phố này khoảng chừng các anh chị, tôi tới đây tôi sẽ quay cái cảnh điêu tàn. Đây là thành phố Úc Linh, tôi sẽ quay lại cái cảnh mà nơi cái chợ, cái khu chợ của người Việt Nam mình đó bị tụi khủng bố nè, tụi nó đánh phá, nó phá rồi nó đập tiệm được của ông ta, rất là tội nghiệp các chị người Việt đó. Không biết đâu mà hai anh Bình Vương, em đang ở Úc Linh đây, em quay lại cái cảnh cho anh chị coi cảnh của những tiệm xá của khu người Việt bị tụi nó đập phá đó. Đây em quẹo qua con đường này, tội lắm anh chị ơi, đập phá không còn cái gì luôn. Đậu má cái tụi súc vật. Đồ ở đây, tôi sẽ đi bộ xuống, tôi đậu xe tôi đi bộ xuống. Chỉ coi sơ thôi, đây là những cái chuyện mà đậu má. Đồ khổ quá thiệt, mấy khu mọi người đây tội người ta thì thôi. Đây tôi quay, tôi sẽ ngừng lại cái mẹ nó đậu xe tôi mở đây đi, tôi mở đó đây cho các anh chị coi, nặng quá. Đây coi mặt tôi, cái nón tôi đâu, nặng quá, trời ơi nặng quá trời, nặng luôn. Nhờ cái nón cối này, có nón cối được rồi, nắng đủ mà mấy khu tiệm Việt Nam nó đập phá vẫn còn cái gì luôn, đủ con đĩ mẹ nó, cái lũ mấy thằng sọc lồn đâu, mấy sọc lồn ở Cali lồn đó, đồ ra xuống đây đồ mẹ, gọi là xuống đây giúp người Việt đi. Đây, đây bây giờ coi nè, đó những tiệm vàng của người ta nó cướp nó phá, thấy không? Đây tôi, đây tôi đang đi đây, tôi đang coi cái cảnh cho các anh chị coi. Thì cái con đường ở đây á là con đường ở đường Broadway với đường số 9, thì nó đập phá cái khu mà đây là cái thành phố Úc Linh nha, thành phố Úc Linh, thành phố Úc Linh. Hôm nay áo cờ đỏ sao vàng nó dơ rồi nên không có giặt, không có giặt. Đêm hôm qua nó tới đây nó phá, nó mấy hai ba đêm trước hôm qua nó cũng tới nó phá. Đây là nhà thuốc bắc, nó đập không còn cái gì rồi, nó đốt tiệm người ta là coi tội chưa, thấy không? Của người Việt sống ở hải ngoại thấy nhục nhã chưa. Bây giờ nè, tiệm vàng nó vô nó cướp banh tiệm vàng luôn đó, thấy không? Đó tiệm vàng, tiệm vàng nó vô nó cướp, nó đập banh hết luôn. Đây nè, nó ghi được không, Black Lives, cái con mã mẹ nó, đụ mẹ nó, tụi này tụi ăn cướp thì có cho Black Lives nè. Người ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nó đi nó phá đụ má mấy sọc lầu nó hết rồi, xong xuống đây mà đụ mà đi giúp mấy cái cảnh người Việt này đi, thấy không, thấy tội không? Cái tiệm vàng này, nó vô nó đập banh hết đó, con bên kia rõ ràng không? Tôi nói chưa bao giờ mà đụng mỗi năm mà giống như vậy, thấy rõ ràng không? Các anh chị thấy không, rõ không? Tiệm vàng đó nè, kim lợ kim hồng, bây giờ người ta buôn bán người ta phải như vậy, tội không? Mấy người sập lồn nó hết rồi, nó là phá người ta còn cái gì không, nó cướp nhà băng bên kia, nó cũng cướp sạch nhà băng, nó đập luôn cái máy ATM. Tôi nói đời người ta còn cái gì để sống không? Đó bây giờ này, mấy người ta phải thay cửa kiến rồi. Cái này nhà băng của tàu, các anh chị thấy không? Tôi không có bịa chuyện nha, vậy mà không biết đầu Minh Quân hay đầu Minh Lùn gì đâu hết rồi đó. Tôi nói chỉ có khu Việt Nam thôi á, vậy á các anh chị nghĩ đi, mấy thằng mỏ lùn của nó lên đây không, nó nói đâu có ảnh hưởng gì đến người Việt Nam đó. Đây là tôi coi nè, cái này là một chỉ có sơ thôi á, bao nhiêu Việt Nam, Kim Liên,
Có phải là mấy không? Hồi nãy giờ tôi quay là bao nhiêu chợ tiệm Việt Nam rồi. Dạ, tiệm vàng giờ người ta cũng phải đóng cửa đó, vô nó cướp sạch hết. Ngồi đây Kim Hùng đúng không, tiệm vàng. Rồi hồi trước cái chỗ này là chỗ bán bánh mì tôi hay ăn, bây giờ nó dẹp mẹ nó rồi, giờ còn cái tàu này nữa thôi đó. Khúc này thì đỡ, giờ nó quýnh đập dài lên hết khu Việt Nam mình đó. Khổ rồi, khu Việt Nam mình đó. Đó, ủa mấy sọc lồn nó đâu hết rồi, sao không ra đây mà đụ má đi cứu dân hay là ấy đâu. Những cái đài truyền thông đó, sao có thằng cặc mà lên đây mà kể hay nói hay gì hết hả? Nói là gì? Chào bà Trần Bến Tre, anh đang quay lại cái cảnh ở mấy khu Việt Nam nè, là khu ở khu Việt Nam người Việt bị tụi nó đánh phá nâng cấp. Để đi từ đâu đây? Hồi nãy nguyên con đường này dài quá, mà đậu xe kia nó lát nó tới nó kéo xe luôn, đậu bất hợp pháp luôn. Đó, thấy không? Thấy rõ ràng không? Là mấy thằng cặc này là giống như mấy thằng này nè, là mấy thằng đi ăn cướp mà không đụng tới tôi luôn, đụng tôi đâm nó tại chỗ. Thấy không? Nhà băng người ta nó đập nè, nhà thuốc Bắc Hoàng Cầu nè, nó cũng đập nó kiến của người ta, là tội không? Đó. Rồi mấy nãy tôi có quay đó, tiệm vàng đó. Bảo hiểm không có đền đâu chị. Bảo hiểm không có đền nữa, đền có một phần nào thôi à. Một bảo hiểm đền có một phần nào thôi à, chứ không có đền hết chị ơi. Tiệm thuốc Bắc nè, tiệm tóc của người bạn nè, anh luôn. Đó, tiệm vàng Khải Hoàng nè, nó quất cho banh luôn. Bao nhiêu tiệm vàng ở đây là đụng nó quýnh nó vô nó lấy không còn cái gì, tội lắm. Đây cũng người bạn nè. Đó, bởi tôi nói tụi ba sọc đó, nó nói nó không dám, nó không có dám mà gọi là, nó không có dám gọi là xuống đây mà để nói ra sự thật. Nó chuyên môn là đụ mẹ tụi nó sầm lồn. Nó là xin lỗi, mình bức xúc quá thì mình chửi thề chút, nhưng mà mình nói thật với các anh chị, tội lắm các anh chị, tội người ta lắm, rất là tội. Tự nhiên anh chị nghĩ đi, bây giờ những cái mà bảo hiểm nó không có đền thỏa đáng, bảo hiểm không có, hoàn toàn không có đền thỏa đáng. Đeo cái khẩu trang này vô ngập quá. Nó không đời thỏa đáng, nó đền có một phần là thôi à. Còn vàng em nói thiệt chứ, nhiều khi mấy trong tiệm vàng ấy, người ta đâu dám khai hết, người ta đâu có khai là người ta có bao nhiêu nhiêu, người ta trốn thuế mà, một phần là thôi. Tôi nói hả, đừng có nói là ở tiệm Việt Nam không có bị phá bao nhiêu. Tôi nói cái nội là cái thành phố Bắc Linh này không á, mới có một góc nhỏ thôi là mấy trăm tiệm rồi, mà cái lũ khốn nạn nó đéo dám nói. Báo Mỹ thì nó đâu quan tâm là tiệm Việt Nam hay tiệm Mỹ. Mình chủ yếu là mình muốn quan tâm là người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình thôi. Mà cái lũ súc vật nó đéo dám lên tiếng, hiểu không? Nó đéo dám lên tiếng, hoàn toàn nó không dám lên tiếng. Nó bảo là người Việt Nam mình bị bao nhiêu. Nó không, hoàn toàn nó không có dám lên tiếng các chị à. Không dám lên tiếng, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lý do tại sao? Nó là báo thằng Mỹ là thằng giống như cái thằng chó đẻ của đám ấy đó, nó nói từ chỗ mình sang Missouri hả? Missouri thì xa, mình ở miền Nam mà qua tới Missouri thì quá xa đi. Missouri qua từ đây qua Missouri khoảng chừng 4.000 cây số để mình lên trên này, là mình sẽ đi chở ngược lại. Tội lắm các anh chị, tôi nói thật, tôi rướm nước mắt luôn. Có 2-3 tiệm của bạn mình á, cái người không phải là bạn, người khách của mình á, họ gọi lên, họ coi, họ kêu mình tới đó coi để sửa sang nhiêu, mà họ không có bảo hiểm các anh chị. Giờ tiền đâu người ta lấy, người ta phải sửa sang cái tiệm của giờ tiền đâu họ sửa. Bảo hiểm có nó đền, còn mình phải là thí dụ như nó đền, thí dụ như cái chỗ đó mình sửa, mình ghi chỗ đó là sẽ sửa là 100.000 thì bảo hiểm nó đền, thí dụ nó đền đi, đền 70% rồi
phải bỏ 30% ra tiền đâu mãi, mà mấy tháng này người ta đâu có buôn bán được gì đó. Thì đó các bạn chị nghĩ đi, là Missouri đó, là Missouri đó các bạn, Missouri, cái thành phố là Missouri đó, là cái tiểu bang đó bạn, mình biết mà, cái đó khoảng chừng 3-4 ngàn cây số. Giờ đó làm sao mà giờ tiền đâu mà người ta có tiền để người ta sửa. Bây giờ người ta muốn sửa đi nữa, bảo hiểm đền có một phần người ta phải móc tiền túi ra trả. Các bạn nghĩ sao? Nghĩ có làm để cho cái gọi là cái thỏa mãn của cái biểu tình tụi nó không? Chỉ là một thằng Mỹ đen, một thằng đó, phải chứ một người Mỹ đen đó là người đàng hoàng không sao. Đây là một thằng ăn cắp ăn trộm. Tụi nó thừa cơ nữa lục thì thả câu. Mà hoàn toàn bây giờ tôi nói, tôi làm trong cái nghề này, tôi sống ở đây bao lâu mà tôi làm cái nghề, tôi làm cái nghề đặc nhiệm là mấy bao nhiêu chục năm trời mà chưa bao giờ tôi thấy cái chuyện mà nó gọi là quá nguy hiểm giống như bây giờ luôn. Nói cái người mà cái cộng đồng người Việt mình ở đây không á, bị thất hại không là cả bao nhiêu chuyện rồi, bao nhiêu tiền rồi. Nó không phá đâu đó, nó phá những cái chỗ mà khu mà giàu, cái khu mà cái tiệm vàng rồi thôi à. Tiệm vàng đa số là mấy cái khu ở phố Tàu rồi là của người Việt không à. 90% là của người Việt không à. Người Việt à. Rồi họ là mấy thằng sọc nó lên, nó nói ô với cái chuyện là chuyện à, hôm qua tôi vô tôi chửi tụi nó. Tôi nói sao tụi bay không có nói về những cái chuyện mà về chuyện không có nói về cái chuyện mà của nước Mỹ hiện giờ đang bị bạo động rồi bị cướp bóc đi. Nó bảo có một câu mà ô, nó nói chuyện là chuyện bình thường ở nước Mỹ. Mà mẹ mày chứ chuyện bình thường ở nước Mỹ. Câu nói điên không? Đủ, tôi nói túc giật đủ mẹ. Chứ sợ đủ má sợ gọi là sao? Sợ mấy đồ má bố Mỹ đéo cho ăn tiền quá. Biết được thì đủ má đéo cho ăn tiền là ăn tiền gì đó, ăn tiền gọi là ăn tiền ngồi có xe nữa. Có kìa, đây tôi ngừng nè, đây tiệm vàng, đây là tiệm vàng bán học xoàng thấy không, có tiếng Việt thấy không, tiệm vàng Kim Vân đập nát người ta. Ở đây tiệm thuốc bắc nó bán, nó biết thì tiệm thuốc bắc, mấy thằng Mỹ thì nó biết tiệm thuốc bắc thì nó đâu, nó có cướp thuốc bắc thì nó đâu có xài được, nhưng mà nó không biết là đủ thuốc bắc là có tiền là ngon nhất hơn quá. Ở giữa đây có để bán nấu lẩu dê không gì? Dạ. Dạ, we have any hey, looking for the herb for the for making the goat stew. Do we have it? Only the Chinese herbs for soup. For the soup? Yeah, we just got seafood and Chinese herbs for soup. Which one is that? Are you talking about the medication? No, it's not. I just want to make the soup stew, the goat stew. Usually the. So which one you sell? So which one do you have right now, for the soup? For the soup. The soup is all over there, but I don't know which one you're talking about. Oh, okay. You guys so lucky, huh? They don't break on you guys, huh? We have the gate outside. Yeah. Fun. What is it? You guys so lucky. Yeah, the yeah, they target the jewelry store. Yeah, the jewelry next door, a friend of mine, they break it in. Oh, really? Yeah. When? No, it's. The jewelry store, right? Yeah. I saw some. Yeah. Can I pay for this? Yeah, yeah, yeah. But no, yeah. Oh, no. The one, the couple down here. No, not that one. $7.50. Do you have the name of the thing you're looking for? Oh, that was by Vietnamese. I don't have the one with it. You have the name, then I can. Yeah, yeah, I'll order. Còn hơn cái tiệm này. Yeah, the 20. Hơn cái tiệm này tiệm tàu thì người ta không có bị cướp. Tiệm gì không có tiệm thuốc bắc. Thank you. Thank you. Tiệm thuốc bắc thì nó cướp rồi, nó cũng chả biết làm gì được thuốc bắc. Nhưng mà các anh chị thấy không, mua sâm mình yếu quá, mình phải mua sâm cái đó, thấy không, con đường đó nó đập ở đó, nhà băng
thấy không, nhà băng bên kia thì đây là tiệm vàng, khổ lắm, nó quất cho là banh hết. Đấy, chất tất này vô xe rồi xăm tất vô xe rồi, bây giờ mình đi một vòng cho các chị coi nữa. Trời, có thằng đang đói bụng tội không, xá xíu với dịch quay, lát phải quay lại đi mua đồ cho thợ ăn. Cái khu này thì là mấy cái rau trái cây thì nó không đập, mấy tiệm vàng thôi à, đa số mấy tiệm vàng là nó quất vô tiệm vàng thôi à. Đâu sao đâu, người ta biết tiếng Việt không biết tiếng Việt không thành vấn đề, cho nên không quan trọng tính mua cái cho không biết tiếng cái tên thuốc đó là cái tên thuốc gì, cái loại mà mình mua hay tìm thuốc bắc về nấu lẩu dê á, ở San Jose thì có. Bao nhiêu con đường nó quất hết chứ, đây là tiệm này nó cũng quất bánh nữa nè. Xá xíu ngon hơn trong những trời dịch quay, lát quay lại. Đây, đây là mấy tiệm vàng đây nè, nó quất đa sau nó quất tiệm vàng đây nè, tiệm này cũng banh nè, nó quất banh tiệm này, tiệm Vinh Long cũng quất banh tiệm Vinh Long luôn. Đây là mấy tiệm vàng không á, nó quất banh hết á, ghê không? Ở đây thì đó thì mình quay nhìn mấy con đường rồi nè, bành hết sọc đâu hết rồi ta, chút rượu đó thì ở dưới miền Nam á, coi nè, người ta có cái người ta nè, nó như vậy á, nó đập nát thấy cửa kiến không, đập nát thấy chưa, mình quay cho rõ như vậy á, đập vô nó cướp bể hết, khốn nạn không. Tôi nói rồi mẹ, cái lũ nó không chưa một cái gì. Tiệm kiến, bên kia là cái tiệm kiến, nó cũng chết luôn. Còn tôi nói không có cái tiệm gì mà nó phá nguyên một con tường. Thứ nhất là thuốc tây nữa, tụt thuốc bắc thì nó không lấy. Thuốc bắc tự mẹ nó đâu có biết thuốc bắc là gì. Nhưng mà thuốc tây thì mẹ có mấy cái thuốc giảm đau đồ này nọ nó dớt hết. Đó, tiệm thuốc tây bên đường kìa, nó quất cho banh hết tiệm thuốc tây. Còn mấy tiệm tập quá này nó đâu có lấy gì, cải rau muống với lại thấy là không làm đó, tiệm thuốc tây sẽ quốc banh hết. Dài xuống dưới kia dài lắm các anh chị ơi, khu Việt Nam là coi không đó, nhà thuốc tây mới đó không banh luôn, nguyên cái đồ đó là một tiệm thuốc tây đó, nó vô nó cướp. Nó lấy mấy cái thuốc mà giống như là thuốc giảm đau rồi này nọ, thuốc thuốc mà nó có chất kích thích á, thấy giờ rõ ràng chưa. Mà các anh chị nói tới thì những thằng chọc sọc lồn á, đủ má nó hỏi nó, ủa sao mày không có tới, mày nói nó nói là mấy người ở Việt Nam mình đó là cái chuyện không có ảnh hưởng tới người Việt Nam. Mà giờ các anh chị nghĩ đi, có ảnh hưởng tới người Việt Nam không? Hồi nãy giờ tôi quay một vòng nó gì có ảnh hưởng tới người Việt Nam không? Nó cướp hết hả chú? Nó đập hết rồi hả? Nó đập hết không còn cái gì luôn hả? Mấy tiệm vàng ở đây nó lấy hết hả? Khổ dễ sợ luôn hả? Chú ở đây cái bữa tối hôm thứ bảy đúng không? Nó ba bữa. Thứ bảy tới giờ đúng không? Ba đêm. Ồ. Nó đi đường số 8 á, với xem đình, hồi tối nó cũng đi nữa. Vậy hả? Hồi tối khoảng 12 giờ cũng có cảnh sát cái bóng cái. Nhưng mà thấy đâu mà mấy cái thằng khốn nạn, mấy thằng mà cứ lên trên nó, mạng. Nó có xin phép nhưng mà lúc trước á thì cảnh sát đi trước, cho nó đi chính giữa, cảnh sát hai bên. Mà đa số mấy tiệm vàng Việt Nam mình nó vô nó cướp hết không còn tội, tiệm thuốc tây nó cũng vô nó cướp tội người ta chứ, thấy không? Thường mấy cái quan trọng thì nó để trong cái. Sao nó không vô mấy tiệm thuốc bắc nó lấy đi, lấy thuốc tây làm gì? Cái tủ sắt lấy không được. Dạ. Đa số mấy tiệm người Việt Nam mình với đây mấy người khách con nó lấy nó phá hết rồi chú.
Bây giờ bảo hiểm đền cũng đâu có hết đâu chú thấy không? Bảo hiểm đền đó, anh có đi đất tư bù, anh phải trả đi đất tư bù. Dạ, đi đất tư bù nhiều khi 30% đó chú. Chứ nó không trả nó không đủ đâu. Dạ. Vậy chứ mà mấy cái thằng mà đụng mà tối ngày nó lên trên bình đài nó nói là ủa đây nó không dám nói tới rồi đó. Thường thường thì tôi nghe tụi nó nói mấy người nghĩa là nó sơn rồi đó nó làm mấy thằng biểu tình đó. Nó nói mấy biểu tình này ở ở cái chỗ khác dùng khác đó là. Dạ đúng rồi chú. Ở vùng Úc Linh này thì mình ở đây không ai phá đó. Thì đó thì ông. Có, chỗ khác đó lại. Con có nhà ở dưới đây mà con ở dưới đó, hồi đó con ở dưới đây 4 năm á, ở dưới đường International dưới đường 50 á, nhà đang cho mướn ở dưới đó mà con nói chú bây giờ á hả, tụi nó tới đây nó hôi của chú hiểu không? Mà khổ thiệt mấy người chú ở đây, chú ở đây là mấy chục năm rồi chú đúng không? Có bao giờ mà thấy mấy năm trời có bao giờ giống như vậy không? Bây giờ mới xảy ra như vậy đó chú thấy không? Khốn nạn quá. Tôi ở 47 năm. 47 năm mà. Dữ rồi. Tôi có mấy căn nhà ở đường 98 East Street, cái đường East 17. Dạ. Chú nhớ mấy cái đèn đó không? Mỗi cái cục đèn đó là có tên của con hết á. Con là người, con là nhóm, con là project manager. Cái lúc mà bà Jen là mấy cái đèn này, mấy cái đèn đường này là tên có con cái chữ ký hết á. Con là John McBride đó. Dạ là mấy cái đèn đường này con hồi đó con làm khi mà năm 2012 á là cái đổi mấy cái đèn này là con là đứng ra làm manager cho hết cái thành phố Úc Linh này. Lúc bà người cũng người qua luôn á. Đó. Là con thay hết á. Và chưa. Bây giờ cũng khó đó, lúc trước ở đường mấy cái chỗ nó yên tĩnh đó, bây giờ tụi nó khóa qua chú theo. Đường 98 đó, đường East Street tụi nó bắn vài. Đúng rồi, đúng rồi. Người tôi cho người ta mướn nha, mẹ. Mẹ nó cũng đỡ. Thôi thôi chị con cũng chia buồn với chú nha. Dạ ba chú. Anh chị thôi. Dạ. Vậy chứ. Chú có việc gì ở Việt Nam không? Có việc nào? Chứ gì chú? Dạ có biết. Chú ở vùng nào ở Việt Nam chú vùng nào? Ồ giờ chú gần con ở chung cư số Bắc Hải. Nhà con có ngay chỗ đường Tô Hiến Thành với lại Tốn Thành với trời. Nếu mà chú trường đua Phú Thọ là con. Ồ vậy là chú bên là chợ Chim Xanh đó hả? Chợ thế đi vô đúng rồi. Lữ Gia qua Lữ Gia chút xíu. Đúng rồi, với lại Gia Bò. Mà giờ nhà bên đó là hồi nhỏ con là từ hồi đó con đẻ bên này. Xong rồi 73 ba má con mới mang con về bên đó. Thì con cái thời mà ấy đó con hay trốn học đi qua nhà thờ hầm chơi á. Chú biết nhà thờ hầm gì? Ở ngay chỗ phụ chú đúng không? Dạ. Ơi chú ơi, gặp ba chú. Ở mấy người nhà cho thuê nhiều lắm. Ngọc Trâm. Ở bên em, Ngọc Trâm. Mấy người bà Trần. Con cho thuê nhiều lắm. Tự thường cái đó bình thường. Chị ruột của anh có 29 căn ở bên Seattle ấy bộ. Like đó. Thấy rõ chưa? Bây giờ các anh chị thấy rõ không? Mà không có một cái lời nào mà nó dám. Ủa sao mấy thằng sọc lồn á. Tôi nói các anh chị nha. Nói thiệt á. Tôi thù tụi nó dễ sợ luôn. Tôi không phải là tôi thù chuyện gì mà nó nhu nhược. Lúc nào cũng vậy á. Nó bảo là bố Mỹ nó là. Bố Mỹ của nó là. Là nó không dám nói cái chuyện sự thật. Dơ bẩn còn hơn cướp nữa. Tôi biết sao. Lúc nào nó cũng bịa chuyện. Nó bảo là ở Cộng sản ở Việt Nam ăn cướp. Cộng sản ở Việt Nam là có xì ke ma túy. Ở Mỹ là thiên đường. Mỹ không có chuyện gọi là không có chuyện cướp giật, cướp bóc xảy ra. Đủ mà nó đâu kiếp cướp một căn đâu. Nó cướp một lần cả chục căn, cả triệu căn. Đúng không? Nhục chưa? Bây giờ mình phải đi mua đồ ăn qua đây, cái mình chỉ ghiền đồ ăn là thôi. Xuống kia mua đồ ăn ngon hơn. Xuống kia mua đồ ăn ngon hơn, gà với vịt heo, vịt quay với kia ngon hơn. Qua kia mua. Mình mới vừa ăn ngỗng quay nhưng mà
Các anh chị có biết là mỗi một cái cột đèn á, 2012 á, ở đây nè, cái đèn đó, đèn một thường nó là đèn 300W mà nó ghi là 110 á, ở đây là mỗi cái số là có chữ ký của tôi với chú bộ. 32.000 cột đèn là có 32.000 cái chữ ký của tôi, cái thành phố Auckland này nè. Bởi vì các anh chị cứ tưởng là tôi lên trên mạng này là tôi nổ hay lại, không có, tôi không có. Kìa, cờ đỏ sao vàng kìa, đó, đủ ngói sọc lồ cũng tới giám phá không, đó, kìa, người ta treo đó, thấy không, muốn sọc lồ tụi bay dám tới không, đủ má nó bắn cho bỏ mẹ tụi bay, đó, tôi không nói láo nghe, đó, rõ ràng nha. Nó biểu là đủ mà Mỹ không có gì nữa. Đó, rõ ràng ha. Thấy không? Bởi tôi nói mấy thằng sầu lồ nhiều khi nó tức tôi lắm anh chị. Mà nó không làm gì được tôi á. Nó tưởng tôi là đâu mẹ. Là giống như hạng mạt rẹp giống như tụi nó ở Mỹ này. Tôi không có. Trời trời, tôi nói với anh chị á. Hồi đó tôi làm á, tôi đi làm á, thành phố Úc lên thì phải năn nỉ tôi đi làm một cái gọi là cái công trình đổi thay đèn này á, là phải là phải tôi là đứng ra làm, là đứng cho tôi làm gọi là cái gì, tiếng Việt gọi là cái gì, gọi là giám đốc thì không phải là giám đốc. Cái công trình đặc biệt này nè, không ai lo nổi, chỉ có mình tôi à. Công trình này á, có mình tôi à, thì cái thành phố Auckland này nó mới mời tôi làm. Lúc đó tôi vừa mà là bên của đặc nhiệm mà vừa ấy nữa. Tại vì cái thời đó là cái thời tôi vẫn còn ở đây. Lúc làm đặc nhiệm á, thì bên này nó scam tí bên này nhiều, bên Auckland nè. Trời tôi bắt. Bên này tôi nằm dùng ở bên này là không phải là chủ thầu. Cái công trình lớn, công trình của nhà nước, nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là project manager, là người coi công trình, người quản đốc á. Nhưng mà cái công trình này rất là lớn, nó tổng cộng là cái công trình này nó tổng cộng 32.000 cái cột đèn. Thành phố này á, chỉ cái thành phố này mà các anh chị lái vòng lên đi á, lái từ sáng đến chiều không hết á, rộng lắm. Đây tôi cho coi sơ, tôi chỉ cầm thôi, chứ thôi để ở trên này cái lát nó lại à. À, thanh danh thì nói là giám đốc dự án gì đó mình không biết đó. Thì cứ một cái cột đèn đó là cái bóng đèn thay, thì là cái thằng thợ điện nó thay, là tôi phải có ở đây, tôi phải ký tên tôi vô từng cột đèn đó. Nguyên một thành phố này, các chị biết người ta phải trả tôi bao nhiêu tiền một giờ không? 84 đồng một giờ á, các chị tin không? Tôi làm 84 đồng một giờ. Ban đêm thì tôi làm cho chính phủ, ban ngày thì tôi phải đi lo đó. Đó giống như mấy thằng này nè, đó mấy thằng thợ điện nó đứng trên cái bồn đó, nó thay cục bóng đèn á. Là tôi phải ở dưới đây, trời nắng chang chang, lúc đó đang thù lùi năm 2012 á. Mà tôi phải coi một cái quãng gọi là project manager, tôi không biết dịch là tiếng Việt là sao. Cứ hết các ở trong thành phố này là đỡ nha. Còn mới tới mà mấy cái nhà mà của Mỹ Đen đâu, mà mấy nhà Mỹ Đen xì ke ma túy ớn lắm. Mấy thợ điện của tôi đứng lên trên cái bồn nó làm á, thì bị mấy thằng mà nó phế xì ke, nó có thằng nó lấy súng ra nó trên lầu nhà nó dọa mình. Nó tưởng là mà cảnh sát đột nhập vô, nó đang phê mà, nó đang bị ảo mà. Tôi nói bởi vì nhiều khi tôi kể lên á, tôi không nói dốc đâu các anh chị. Nhiều khi mà đụng mấy thằng sọc lồn bên này á, tôi thì quen chửi đó là sọc lồn. Nhiều khi tôi nói tới thì người ta cứ tưởng là tôi nổ không à, nó tưởng là tôi nổ. Nhưng mà các anh chị thử mà vô cái record đó, là vô trong thành phố Auckland nha, city Auckland nha, rồi cái vô bấm vô cái chỗ mà thay bóng đèn gọi là live street light 2012, bấm lên gọi là ghi là có tiếng Việt á, bấm ra là quản đốc hay là gì đó, bấm lên là có tên tôi, đó là John McBride, là tên là tôi á. Trời, các anh chị tưởng tôi bộ bèo hả? Không bèo đâu, nhìn vậy á, nhìn khùng vậy chứ mà không khùng lắm nha. Nhìn vậy chứ không phải là vậy đâu á. Bởi vì bị ăn hiếp hoài, tôi nói thiệt. Có người, có nhỏ em, nó bạn, nó ăn hiếp mình hoài. Mình nói nó bà chằng, nó nói tôi á là cái gì? Bữa mình mới vừa nói có một câu, ăn, lá mà liền. Tới ở bên thành phố Auckland này á, có một cái tiệm gọi là tiệm
nó có hai tiệm đồ ăn á, có hai tiệm, một tiệm thì mì, một tiệm bún bò và một tiệm gọi là gà. Ông ấy dịch quay đồ, tôi nói nha, cái ông này ông ở quận 10 ở An Đông á, ông bán, ông ấy ông bán, ông qua đây ông bán bao lâu rồi, nó ngon, tôi nói ăn mà thiệt, ăn mà nó ngon thiệt ngon. Miếng da mà da hai quay á, ăn mà cắn vô là vô tuyệt vời luôn. Tôi bị khùng chứ bộ, tôi khùng có giấy tờ chứ bộ, tanh hả? Bữa nào mà thử cái thử phụ nữ mà con nào mà đẹp 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 mà đứng kế bên cạnh tôi dê liền á. Khùng nó mới vậy chứ bộ, khùng mới dê gái đẹp chứ bộ, khùng chứ một người bình thường ai mà dê gái đẹp đó đúng không? Dê gái đẹp tán vô mặt cho một cái. Cái này mày mấy thôi không muốn muốn bêu tôi khốn nạn nữa. Nó vô nó đập luôn cái nhà nước á, cái nhà mà coi là cái chuyên môn giống như nhà tòa án nhân dân ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh á, ở đây cũng có tòa án đây nè, nó đụng vô nó đập nát luôn á. Thôi mà mình không muốn ấy nữa, không muốn bêu nữa. Bêu giờ là đủ, không phải là mình bêu hết các chị hả, mình quay sự thật cho các chị coi đúng không? Tại vì tụi nó lên đây tụi nó nói, nó không có nói, nó không có ai mà, tụi nó thẳng không có ai mà dám lên mà nói về sự thật mà nói là ồ ảnh hưởng tới người Việt, nó la lại cái tưởng là ảnh hưởng tới người Mỹ với lại không, tụi nó không có ảnh hưởng tới người Việt rất là nhiều mà tụi nó không bao giờ tụi nó dám bảo là bảo là như là không bao giờ nó bảo là ô mấy thầu này bạo động rồi tụi biểu tình rồi ăn hôi đi cướp của người Việt ảnh hưởng, tụi nói má thất thoát mà bị mất được của người Việt là biết bao nhiêu. Đây nè thấy không, tôi nè thấy không, muốn không, cái nè Mỹ cái thiên đàng này, ô mẹ nó, thấy không các vị, thấy không nó văng đó, ban ngày á thì nó về đây nó văng chui vô nó ngủ nó nằm trong á đó, bụi đời mà thiên đường đó, villa gọi là villa ngàn sao đó, villa ngàn sao, thấy không Cali đó. Đó, giờ đó là thành phố của tụi nó đó. Đó, thành phố đặc biệt không? Cầu tiêu rồi nó có rồi, thấy không? Nhà rồi nó dựng nó bữa đời đó. Tôi bịa chuyện không các chị ơi, Mỹ là không có chuyện có xảy ra đâu. Mỹ là thiên đường không các chị, Mỹ là sạch sẽ, Mỹ là cái gì của số 1 đó. Mỹ cái gì cũng vậy. Rồi chưa đâu, rồi các chị coi nè, không có bây giờ ha, nó ra ngoài đường ha, hàng triệu, hàng ngàn người, triệu người một đêm nó đi ăn cướp như vậy, thì á thằng này đứng kế bên cạnh thằng kia đứng kế bên cạnh thằng nọ, chỉ cần vài ngàn thằng ở trong nhóm đó nó bị nhiễm thôi, bây giờ nó sẽ lan ra. Tôi nói nước Mỹ sẽ, bây giờ nước Mỹ tôi không nói nè, tôi nói cái chuyện gì sẽ xảy ra chuyện đó. Các anh chị nhớ 4 tháng trước tôi lên tôi có nói thành phố Mỹ sẽ trở thành phố ma đúng không, chuyện nó xảy ra rồi đúng không? Bây giờ thêm đợt này nữa, Mỹ sẽ trở thành một trong những người chết nên nữa, chết nhiều nữa, tại vì dương tính nó sẽ tràn ra đầy nữa. Dương tính nó sẽ đầy nữa. Dương tính nó sẽ đầy. Tôi nói không sai đâu.
kỳ này dương tính lên bảo là sẽ lên khoảng 3 triệu người, 3 triệu người là tệ lắm. Ba triệu dân dương tính. Tại vì sao nó dương tính? Hả? Vì sao dương tính? Tự nhiên nó cứ đứng sát kiểu đó mà đi biểu tình mẹ. Thằng này đứng sát kia đủ mà là chết thôi. Đúng không? Thằng này đứng sát kia là chết thôi. Nó vẽ nhà người ta rồi, nhà cửa người ta thì nó vẽ đầy đường, nếu mẹ nó cái súc vật. Ở đây là khu người Việt không ấy chứ, khu đường 14 đủ dài xuống. Kỳ này mà tôi nó bảo đảm các anh chị dương tính mà nó gọi là dương tính mà nó gọi là dương tính mà nó gọi là nó dính mà gọi là nó dính mà nó dính một lần mà ha. Chết mà nó chết la liệt giống như là cái cảnh mà ở thành phố gì nó chôn người đó, nó chết la liệt kiểu đó đó. Mỹ nó sẽ y chang như vậy thêm lần thứ hai dịch mà. Ôi trời, chết mẹ cho nó đi chứ, đủ quá tối ngày đi ra bạo loạn rồi này, này nọ cho chết mẹ cho nó hết thì mình không ác mình cho chết chứ, đéo mẹ nó. Ôi giời, tiệm đóng cửa mẹ nó nè. Chết chùm thì cho chết bố nó hết đi chứ, địt mẹ nó, cái lũ mẹ. Cái lũ mẹ dòi bọ nữa, sống cho nó sống làm gì. Đây tiệm kim tiên tính thì cũng đập đây nữa nè, xuống đây nó đập nát chứ đây nữa nè. Cũng là tiệm vàng luôn đó, đó. Cứ tiệm vàng nó đập vào. Xong luôn.